hiện giờ có một số vườn hoặc là họ không có một số bộ phận họ bán họ không có tư vấn kỹ, dẫn tới cái tình trạng người ta lấy mủ quá nhiều trong những dăm đầu tiên, dẫn tới cái cây nó bị giảm độ, giảm mủ. Thì cái cách thức mà để khắc phục cái vấn đề này, để mà cải thiện, để mà giải quyết được đó, thì theo kinh nghiệm chú là sẽ như thế nào? Theo ý chú là bây giờ cái năng lực cây của mình tự mình biết nó ở cỡ nào. Thế mà khi mà mình đang thu hoạch nó vậy, hàm lượng nó như vậy mà khi nó giảm thì mình phải tự biết vườn của mình ấy. Thì cái thứ nhất là chú là cái ban đầu là mình phải giảm khí, đặc biệt là cái khí phải giảm ngay. Nếu mà anh cứ để ở mức nó, anh bơm 50 mà nó thấy nó tăng mủ là anh vẫn phải giảm xuống 30 thôi cũng được. Cái thứ hai là anh phải có hai cái lựa chọn. Anh muốn cây anh tồn tại thì anh phải kéo giãn thời gian thu hoạch ra, vì thực ra nếu mà so sánh nó cũng đâu có thấp hơn. Thì như vậy là mình quánh cái kiểu này mà mình cứ chơi sòng vặng mà theo cái ý của anh, chỉ lựa chọn thêm một cái này, anh lúc nào anh chỉ muốn năng suất của anh lên thôi, thì hàm lượng xuống thì anh mất chứ đâu có được. Cho nên ý chú là thứ nhất là phải giảm khí, thứ hai là kéo thời gian ngay, kéo thời gian giãn ra D4 cũng được sang D5. Yêu cầu mình so sánh hàm lượng mủ nó nhiều mà hàm lượng nó vẫn cao thì tốt chứ gì đâu. Năm nay chú làm năm thứ hai đấy, anh em thấy vườn cây của chú nó vẫn cứ bình thường. Một số cây chú làm nó năm ngoái năm nay khoan mủ vẫn cứ bình thường, mà hàm lượng khi chú mà xuống khoảng là 35-36 là chú kéo rồi, không cho thời gian nữa. Mà thực ra của chú chưa bao giờ bị xuống cái đó cả, vì thức ăn chú cho ăn nữa chứ không thể giống mà phân hữu cơ chú cho nhiều, hữu cơ vi sinh, vi khoa học chú cho ít. Dạ. Vậy là nếu mà chú làm theo đợt vừa rồi là cứ một tháng là chú tăng 10% sản lượng so với cà truyền thống cùng thời điểm đúng không chú? Nó tăng 10 có thể hơn 10-20%. Dạ. Không phải thấp đâu. Hàm lượng thì nó cao là sướng. Chứ anh lấy nhiều mà hàm lượng nó thấp thì cũng chả thể biết được gì. Dạ. Chẳng qua sách nó nặng, công nhân nó nặng cái làm gì. Thì hiện giờ nhiều vườn họ bị cái tình trạng lúc đầu họ bơm nhiều khí, lấy nhiều mủ, dẫn tới cái tình trạng cây nó bị lờn khí và sản lượng nó giảm. Thì cái lượng khí mình bơm đến hiện giờ là khoảng bao nhiêu một cây chú nhỉ? Của chú thì những cây lớn thì thường chú bơm khoảng 50, còn những cây nhỏ thì 40. Dạ. 30 tùy cây, những cây này cơ 30 chứ cơ 50 thì nó toi. Dạ. Cây chết liền. Cho nên cái người cái công bơm mình ấy, thì mình cũng có cái huấn luyện nó một chút. Còn thì nếu mà để nó cứ bơm theo cái xả láng theo cái nó là chết. Chút xíu là cháu vườn chú bơm cho đấy. Chú giờ chỉ bơm 40-30, có cây nào to lắm thì cứ bơm. Dạ. 50 thế thôi. Nhiều vườn hiện giờ bây giờ họ bị lượng lợn khí, họ bơm cả trăm mà cái lượng mủ nó quay đầu giảm độ. Và đồng thời những cái cây như vậy khi mà bơm lượng khí nhiều như vậy thì nó sẽ xảy ra tình trạng là nó cái da cây nó bị nó lấy nhiều mủ quá chú. Thì nó không có đủ cái vùng da, nó không có được đủ cái lượng mủ mà nó cung cấp cho dinh dưỡng cho cái vùng da đó, nó dẫn tới là nó bị nứt và nó bị giống như nó bị hơi dập dợp ở trên. Cây của chú không biết có cây nào chú thấy cây không? Đây này, nó cho chú rời là mình nói đây. Nó còn dạ. Mới toàn mới nguyên thì có gì đâu. Đây. Đây nó cắt rồi này. Dạ. Bây giờ sang bên này. Đâu. Chú bị hơi lãng phí tháng nhỉ? Dạ, có cây nào của chú là bị tình trạng giảm mủ mà nứt da cây không chú? Chú chưa phát hiện thấy. Đấy, cháu đi quay đi, cháu thấy cái nào cháu quay. Đổ hết nửa luôn nha. Cái này hơi lãng phí đấy. Cái này quy vào cái này lãng phí. Kẹp đi cây, kẹp đi cây đổ. Quá này trắng hết gốc cây kìa. Cái thằng này nó làm đấy, nhưng cái nó cũng vừa dưới mình đâu.